đã có 1 tấn vải u hồng Việt Nam hay còn gọi là vải chín sớm vừa được xuất khẩu sang thị trường Anh và trở thành lô vải xuất khẩu chính ngạch đầu tiên của Việt Nam đến Anh trong năm nay. Và thêm nữa thì vải Việt Nam hiện đang có giá bán khá cao tại Anh với khoảng là 15 bảng trên 1 kg, tức là tương đương với hơn 400.000 đồng. Vải u hồng phân phối tại thị trường này năm nay có bao bì mang hình ảnh cờ đỏ sao vàng của Việt Nam nhằm giúp cho người tiêu dùng ở Anh có thể nhận diện thương hiệu quốc gia, tạo ấn tượng trái vải là một đặc sản riêng của Việt Nam. Giá vải cao một phần là do loại quả này phải vận chuyển bằng đường hàng không để đảm bảo về độ tươi. Toàn bộ quá trình từ lúc xuất hàng tại vườn ở Việt Nam đến khi mà được bày bán sản phẩm tại siêu thị ở nước Anh thì chỉ kéo dài là 36 tiếng. Bao gồm thời gian đóng gói hàng và vận chuyển từ Việt Nam, thông quan và phân phối đến nhà bán lẻ ở Anh. Theo doanh nghiệp chuyên phân phối nông sản Việt Nam tại Anh thì lợi thế của vải chín sớm của Việt Nam là có sớm hơn vải thiều của Trung Quốc và Mexico khoảng 1 tháng. 370.000 tấn vải thiều của năm nay sẽ phải tiêu thụ gói gọn trong một khoảng thời gian khá ngắn là chỉ trong vòng từ 1 cho tới 2 tháng. Áp lực tiêu thụ vải tươi luôn là một nỗi lo của rất nhiều nhà vườn ở nhiều địa phương. Thế nhưng năm nay, bên cạnh những tín hiệu tích cực của thị trường xuất khẩu, thì trong nước đã có những cách tiếp cận mới đang làm thay đổi cả tư duy của người bán và người mua. Lần đầu tiên, một vườn vải thiều ở thôn Trão, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang đã trở thành một khu du lịch. Rất nhiều du khách đã có mặt như một sự trải nghiệm mới mẻ. Nếu trải nghiệm du lịch vườn vào tháng 3, du khách có thể ngắm hoa vải thiều nở rộ, dựng lều cắm trại dưới tán cây, hít thở không khí trong lành và mùi hoa thoang thoảng. Còn từ tháng 5 đến tháng 7, du khách sẽ được trải nghiệm vườn vải thiều trĩu quả. Cảm nhận vị thơm ngon của trái vải ngay tại vườn đã khiến cả gia đình chị Giang thích thú. Em đã đến đây từ tối hôm qua và em được trải nghiệm là ngủ ở trong lều, ở trong giữa vườn vải này như này. Thì là cảm giác như cái hương vải nó ở xung quanh mình, cảm giác không gian về tự nhiên rất là tuyệt vời. Sáng ngủ dậy thì bừng mắt dậy là xung quanh toàn là vải, cảm giác nó rất là mới lạ. Hình ảnh chủ nhân của vườn vải này cũng được quảng bá. Vườn vải còn là sàn diễn thời trang. Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã đánh giá cao bí quyết chăm sóc cây vải thiều ra hoa đậu quả ngay trên thân cây của ông Hành và cách làm du lịch ở đây. Trên diện tích hơn 15 hecta với gần 5.000 gốc vải trên 30 năm tuổi, ông Hành đã trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ, vải đạt chứng nhận tiêu chuẩn Global Gap. Quả vải tại đây đã được xuất đi Nhật và Đức, và sản lượng dự kiến của vụ mùa năm nay là khoảng 200 tấn. Nhưng năm nay ông và nhiều bà con đã giảm áp lực tiêu thụ vải tươi khi mở ra cách làm mới này. Từ đầu năm giờ thì từ cái hoa, từ hoa là khai thác mật, tức là mật ong ấy, thì cũng đã khoảng từ 300 lượt người đến rồi. 300-400 lượt rồi. Nhưng bây giờ là chắc là đông đến hàng ngàn trở lên. Về tiêu thụ thì gia đình chúng tôi bây giờ không phải lo tiêu thụ nữa. Bây giờ công ty người ta bao tiêu hết rồi. Bao tiêu hết mà hơn nữa là cũng không phải là đi thu hoạch đêm và nó cập dập như những năm trước kia. Hồi xưa giờ chúng ta đem vườn ra ngoài chợ đúng không ạ? Bây giờ anh này anh đem chợ về vườn đúng không? Đó là cái tôi phát hiện đem chợ về vườn để người tiêu dùng cùng đi chợ mà không phải ra ngoài siêu thị nữa mà về vườn để đi chợ để mua vải thiều. Nó sẽ tạo ra được một cái hiệu ứng rất là lớn. Tôi chưa nói gì cái giá trị hữu hình mà cái giá trị vô hình rất là lớn. Nó sẽ thay đổi cả một cái hình ảnh về cái cây vải thiều, trái vải thiều của Lục Ngạn. Tại Bắc Giang, nhiều du khách còn được tiếp cận mô hình cây vải vườn nhà. Đó là bỏ ra khoảng từ 4 đến 5 triệu đồng để sở hữu một cây vải. Cây vải được du khách lựa chọn mua sẽ được cắm biển tên mình. Dự kiến mỗi cây vải cho sản lượng thấp nhất là khoảng 70 đến 80 kg, cây sai quả đạt hơn 100 kg.